Đó là bạn thấy không? Nở các bạn ơi. Sẽ nhẹ vô lấy lên cho nó nhanh. Rồi mình xin chào tất cả các bạn luôn nha. Thì tối nay mình sẽ làm một cái clip mình đi nhổ nấm mối tiếp nha các bạn. Thì các bạn xem hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Rồi, giờ mời các bạn đi với mình nhổ nấm nha các bạn. Nấm mối nè các bạn. Không biết nhiều ít nha, mình mới vô mình thấy vậy á. Không biết nhiều hay ít à. Mình kiếm vòng vòng rồi mình nhổ, mình quay cho các bạn xem. Nãy mình thấy bên đây cũng mới nữa các bạn. Đâu rồi? Nãy thấy bên đâu ta? Ở đây nè các bạn ơi. Đó, bạn thấy tên nấm không? Biết nhiều hay ít ha. Giờ mình dựng máy quay lên mình quay cho bạn xem nha. Nhổ gò này một cái nha các bạn. Nhổ vào. Tên nấm rồi các bạn thấy không? Bạn thấy rõ luôn mà. Nhổ dao thì nó lẹ hơn nha các bạn. Nhổ cây chậm lắm. Không biết năm nay mình nhổ được, năm sau mình còn nhổ được không, mà mình nhổ mấy cây làm gì cho nó chậm. Đóng tạm dựng cái rồi qua đây mình kiếm cái có hơn nha các bạn. Hôm nay có máy tay nữa nha các bạn. Bự không? Nhổ dao cho nó nhanh nha các bạn. Chán chán vậy nè các bạn. Bên đây nữa nè. Đó là bạn thấy không? Nở hết các bạn ơi. Sẽ nhẹ vô lấy lên cho nó nhanh. Đúng, con cây chậm bạn thấy rõ không? Để mình kiếm bên kia còn không nha các bạn. Rồi nấm mọc nữa các bạn. Đã không? Vậy đó nữa các bạn. Đây dạy qua bên đây luôn nha các bạn. Giờ để mình nhổ các bạn xem nha. Con nấm về mà không ai thấy mà nở hết trơn. Cái nấm hết luôn. Đó, trơn bạn này. Ổ này cũng ít đó các bạn. Rồi kiếm ổ khác nữa mình quay cho bạn xem nha. Ổ này nhổ được bao nhiêu đây à? Ổ này mình mới phát hiện rồi nha các bạn. Có ổ quá trời luôn. Này cũng nhỏ rồi, chứ không có bự luôn à. Tại thấy dấu người ta nhổ rồi. Khửi mấy tay bự quá các bạn.
này để lại chắc cũng không kịp người ta đâu, thổi luôn mà. Đã ghê. Móc nhẹ lên lên gò nha các bạn. Mưa hôm nay á. Nó mới còn nhỏ nha các bạn. Mình không nhỏ, người ta nhỏ cũng vậy à. Cái con núm hôm qua mình thấy mình để dành đó các bạn. Nó cũng khỏi mất tiêu hết rồi. Đấy còn nữa nữa các bạn. Này bạn thấy không? Gõ nó mỏng á, để dao vô nhẹ rồi nó lên nữa rồi. Còn bên đây nữa nè các bạn. Các bạn thấy không? Lắm không bạn. Này nó cũng bị chai vậy các bạn. Này mình khỏi con ấy nữa, mình ấy tay vậy nó cũng lên nữa nè. Tại gõ nó bị chai á các bạn. Cầm mình lắc nhẹ rồi nó ấy à. Quá mỏng, gõ nó quá mỏng các bạn. Núm này giờ bự. Này mới vậy là nó bung đầu rồi nè. Các bạn thấy không? Vậy là bung đầu rồi. Đâu để bự được nữa. Đây mình dập còn nữa không nha các bạn. Bên đây cũng còn ít nữa. Đó, các bạn thấy không? Tôi nấm nè. Cũng còn nữa nữa rồi. Chẳng hôm nay còn mấy tay nữa nữa. Này mình khởi hết rồi rồi. Ní ní không? Nấm này là nấm kim à. Quá nhỏ. Giờ mình cũng được khá khá rồi các bạn. Nó nở riêng, nó bóp riêng nha các bạn. Để mình qua đây mình kiếm nữa mình quay cho các bạn xem nha. Đây nó một. Nó mình hơi xíu nữa các bạn. Nó xíu à, nhiệt độ à. Đây nó nở bạn. Bạn thấy không? Vậy chứ mình không nhỏ, người ta cũng nhỏ rồi nha các bạn. Ở khu này nhỏ vậy đó các bạn ơi. Ai cũng khủy tên. Mình dù mình thấy mình để dành đi nữa cũng vậy nữa. Người ta nhổ mất tiêu. Không phải nấm nhà mình đâu mình để dành mà. Mình tạm dừng đây cái nha các bạn, mình qua mình dạch lá dừa bên đây có còn không nha. Giờ cũng khuya rồi các bạn ơi. Sớm thì đi mệt quá, đi không có gì trơn mà. Còn không bao nhiêu núm á. Tự nhiên nó bóp lên nè các bạn. Này bọc núm nở nha các bạn. Núm nở với gốc dù rồi. Cũng ngon lắm mà. Mình bọc nè.
Bây giờ mình cũng kết thúc clip luôn nha các bạn. Thì mong các bạn xem hay ủng hộ mình nha các bạn. Nhớ chia sẻ giúp mình nha các bạn. Rồi thôi mình chào tất cả các bạn luôn nha.